Ok, hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay ấy, mình vừa mới biết một cái bộ mới. Cái bug mới, đó. Cái bug này có thể khiến các bạn mắc lễ vào con mấy con vi thú này siêu nhanh luôn. Ok, thì cái này cũng là thuộc cái dạng không có thời gian hồi chiêu của mấy cái chiêu Q về Z của mấy con vi thú á. Cái book cũ thì nó đã bị fit rồi, cho nên hôm nay chúng ta có một cái book mới. Thì cái book này mình xem được ở kênh của An Bánh Quy nha. An Bánh Quy có chỉ dạy mình cái book này. Các bạn có thể qua kênh của An Bánh Quy để subscribe cho anh ấy nha. Ok, đầu tiên ấy thì anh ý chỉ là các bạn phải nâng nhiều điểm MD nhất có thể. Thì điểm MD sẽ phụ thuộc vào chakra và ninjutsu của các bạn. Các bạn nhận lưng cái nào nó cũng sẽ có thêm một điểm MD. Một điểm chakra bằng một điểm MD nha. Các bạn có 6.000 chakra, các bạn sẽ có 6.000 MD nha. Max bây giờ 10.000. Tiếp theo ấy là các bạn cần có một con vĩ thú. Đó. Đó, các bạn sẽ làm như này. Đứng ở ngay cạnh cái cục gỗ này. Và các bạn copy cái Jin Zoom. Nếu các bạn nào không biết cách copy thì các bạn có thể lên mạng mình tìm. Sau khi các bạn làm xong mấy cái bước mình chỉ rồi ấy, thì các bạn bật con vi thú của các bạn lên. Nè, bật cho con vi thú lên. Đó. Sau đó các bạn ấn Jin Zoom. Các bạn Enter. Sau khi các bạn ấn Enter, các bạn phải ấn Z với cả Q liên tục. Z trước rồi Q sau. Ấn Q trước xong rồi ấn Z sau thì nó sẽ được nha. Đó, các bạn có thể thấy à. Chiêu Q mình không mất thời gian hồi chiêu. Các bạn có thể làm liên tục cái này. Đó. Các bạn cứ spam chiêu Q cho mình. Ok. Sau đó các bạn có thể dùng mấy cái phần mềm ví dụ như là TD Task hoặc là cái Marco để các bạn copy lại hành động của các bạn. Ok, thì cách để dùng cái Tiny Tab này là các bạn phải tải nó về nha. Sau khi các bạn đã tải nó về thì các bạn nhấn F8. Từ mình hướng dẫn các bạn đã. Này, các bạn có thể ấn vào cái BRFF này và các bạn nhìn cái recording này. Nếu nút recording của là F8 thì các bạn ấn F8. Còn nút recording của khác thì khác. Mình khuyên các bạn để F8 thì biết vào nó dễ hơn. F12 thì nó trùng một cái nút trong Roblox rồi. Ok, thì sau khi làm như thế thì các bạn này, từ để mình sau khi các bạn ấy hoàn hảo rồi ấy, thì các bạn vào cái này, sau các bạn continuous play pack, sau các bạn play và các bạn ra đây. Nó tự động. Tự động làm, nhưng mà các bạn ấy chọn, các bạn không muốn play nữa ấy, thì các bạn F8. Ok. Các bạn quay cái mới, các bạn muốn F8 luôn nha. Có nhớ không? Mình sẽ xếp cái này lại và mình sẽ đăng lên mạng nha. Mình sẽ để link của cái auto farm vĩ thú. Đó. Các bạn chỉ cần ấn open và các bạn bấm vào cái này thì nó sẽ có cái mà mình vừa mới làm vừa nãy nha. Và các bạn ấn continuous play pack, sau đó các bạn play, các bạn vào game và các bạn play thì nó sẽ được nha. Sau đó các bạn chỉ cần IK và đi ngủ thôi. Là ngay khi sau khi các bạn buổi sáng sau các bạn dậy là các bạn đã max hết level của mấy cái con Jin này rồi. Rất dễ phải không? Cách này vẫn chưa bị fit đâu, các bạn nhanh tay làm đi. Ok, và nếu các bạn thích video này đừng quên để lại cho mình like và share subscribe nha. Bye bye, see you again.